Xin chào các em, chúng ta sang bài một số ID là 013 Bài toán này thầy minh họa cho ST của Phelon phần dạng số 3 Dạng số 3 là đặc điểm người ta cho các em công thức phân tử Và yêu cầu tìm công thức cấu tạo của hai ST Nằm trong cấu tạo của những loại cấu tạo nằm trong C10 này Đó thì cái C10 này rất là to Và nó có rất nhiều cấu tạo Do đó là sẽ khó để các em xác định được ngay lập tức Mà các em phải định tính Thế thì thầy chia luôn bốn chia cho 164 và là 0.1 mol. Số mol NaOH là 0.18. 0.18. Như vậy từ đây có thể khẳng định rằng nó có một este của ancol, este của ancol và một este của phenol luôn. Đó, cái này các em phải quen rồi. Dùng cái đo các game tìm ra đây là 0.08. Và đây là 0.02. Tiếp tục thực hiện phản ứng. Thực hiện phản ứng khi phân ẩn với NaOH thì kết quả thầy thu được chất hữu cơ Y chất hữu cơ Y Z gồm hai muối hai muối và tất nhiên là nước nữa rồi Y này của thầy là một chất hữu cơ duy nhất đó như vậy kem suy luận nó phải là ancol rồi số mol là 0,02 mol luôn nhưng vấn đề đặt ra ở đây là ancol này của thầy có hai trường hợp thứ nhất là no và đơn chức no và đơn. Sau đó thầy dồn thành là ch2 và h2o. Thì số mol của h2o của thầy ở đây thầy có là bằng 0,02 bằng số mol ancol. Oxy đốt cháy nó của thầy ở đây là 0,17 mol. Thì để tìm ra số mol của ch2 thầy chia ra rất là lẻ. Các em lấy 0,17 chia 1,5 kết quả là nó cực kỳ lẻ luôn như vậy suy ra loại như vậy chắc chắn rằng nó trường hợp sơ, trường hợp thứ hai rồi trường hợp thứ hai đó là ancol đây là ancol chứa vòng benzen ancol chứa vòng benzen Còn là ancol thơm nữa thầy lấy một ví dụ để em nhìn nhận đây ví dụ đây cái ancol nhỏ nhất là ancol này đó <laughs> thế bây giờ xử lý nó như thế nào à rất đơn giản thôi em bơm hero cho nó no đi hero của thầy thầy bơm vào ở đây pi của thầy ở đây là bằng cả pi vào vòng trong này có 3 pi cộng vòng là 4 vậy bằng 4 vậy hero bơm vào ở đây để cho no sẽ là 4 nhân với lại 0,02 tức là 0,08 thì khi đó nó trở thành no và lo no thì thầy dồn được thành là CH2 và H2O H2O của thầy số mol vẫn là 0,02 CH2 của thầy thì bằng oxy chia cho 1,5 oxy là cộng thêm cái oxy để bơm đốt cháy cái hydro bơm vào đây thì sẽ bằng là 0,08 chia 2 bằng 0,04 tất cả chia 1,5 thì kết quả các em tìm ra là 0,14 như vậy thầy tìm ra số c trong ancol của c trong ancol của thầy ở đây sẽ bằng 0,14 chia số mol là 0,02 bằng 7 c luôn 7 c thì suy ra đây chính là cái ancol cần tìm của 7 c này đó chính là c6 h5 CH2 OH OK Như vậy sau khi tiến sang ban côn rồi Đề thi yêu cầu là thu được hai muối Như vậy suy luận Kem sẽ tìm ra được hai ete đó là ete số 1 phải chứa ăn côn này Vậy tổng là 10C 10C mà đây 7 rồi còn 3C nữa Vậy là C2H5 COO CH2 C6H5 Đó Chất thứ hai phải có dạng C2H5 COO và phải là ST của phenol vậy là C6H4 còn thừa một C là CH3 thì khi đó thầy mới thu được ba muối à, xin lỗi hai muối muối số 1 là muối này hai cái này phải trùng nhau thì mới thu được một muối cộng với một muối của phenol nữa là hai muối đó số mol đây là 0,02 số mol đây là 0,08 người ta yêu cầu tỷ lệ muối vậy hai muối thu được của thầy sẽ là C2H5COONa tổng 0,1 tiếp NaO C6H4CH3 số mol là 0,08 đề thi yêu cầu là tìm tỷ lệ x/y x ở đây là cái gì x chia gam muối A và y gam muối B mà a nhỏ hơn b thì đây là muối A đây là muối B như vậy các em tìm ra tỷ lệ khối lượng tấp xỉ nó sẽ bằng ở đây cái tiền ra bằng 0,923 như vậy gần nhất phải là 0,9 đó đây là thầy hướng dẫn để các bạn có thể xử lý được bài toán bài toán này